Vừa hay ngày hôm qua có ghé ngang một cái quán trà trái cây của ông bạn của Quân. Do cái quán ổng mới đổi địa điểm khác á, ta nói dịch dập 4-5 tháng trời, nay mới khai trương lại chi nhánh khác ở 102 Vũ Huy Tấn, phường 3 bên Bình Thạnh á. Bên ổng đang có chương trình 15-19 ngàn trên một ly, đi bự luôn á nha. Quán chủ yếu là order take away thôi, muốn ngồi lại thì chờ tới chiều ấy. Bày ghế ra phía trước cho ngồi, do đang khuyến mãi nên hơi đông, chủ yếu là người ta đặt qua app á. Cái mình nói thôi anh làm cho khách trước đi, ly của em làm sao cũng được, bởi làm người tử tế làm chi, hai đứa đứng khát nước muốn chết luôn. Thôi kệ đi, cái dòng mà khát nước uống sẽ ngon hơn á. Ôi người, tôi đưa điện thoại cho con em tôi, nó quay quay ổng không luôn á, cái con này á thiệt. Xong ổng thấy hai đứa đợi tội nghiệp quá, ổng cho ly uống trước nè, nghe chưa kịp uống nữa ổng bắt lại, ổng nói đây là cái món ổng mới thay đổi công thức á, trà long nhãn. Tôi hỏi sao cái ly nước không có làm đầy lên, anh nói là do là bán mang đi nên ảnh nén trà rất là đậm ở phía dưới, khi mà ship tận tay á là nó tan đá rất là vừa. Ok, hợp lý nha. Anh nói do là trà trái cây phải dùng đồ tươi thì nó mới ngon, như mấy trái nhãn này nè, từ những trái nhãn tươi mỗi ngày không đó, cũng hạn chế dùng đồ hộp, mà ăn nhãn tươi lúc nào cũng ngon hơn mà đúng không. Trời ơi, ông nói xong tôi mới được uống nè, khát nước muốn chết mà bắt người ta nói chuyện hoài luôn. Nãy tôi nói đúng nha, cái dòng mà khát nước uống nó ngon gì đâu mà rất là thơm nhãn luôn. Ủa gì, thôi Covid mà em, ly của ai thì tự nay uống đi. Rồi nước của em cũng có rồi nè, một ly trà dâu tây, do đang khuyến mãi 19 cạnh ly á nên anh cho em ly nữa đi, do khuyến mãi trong vòng 7 ngày thôi, ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi đó nên ráo rít xách xe chạy ra đi. Mà thật sự bây giờ quán rất là nhiều nha, mà mỗi quán ít nhiều nó có cái khẩu vị riêng nên uống mỗi quán mỗi khác à. Nhưng quán này được cái là trái cây tươi lắm, nãy tôi thấy ổng để dâu trái ổng xay ra luôn á, nên uống vô có cái hậu chua của trái dâu á. Những trà trái cây như vậy nè uống nó đã khác lắm, không có thích sử dụng mấy cái mứt gì, khi uống nó bị rắc cái cổ họng. Hồi đó Quân uống ở bên này từ thời mà nó chưa có cái quán nữa, tới giờ thì cũng hai quán ngày hôm qua Quân nhờ nhỏ em nó quay giùm, thì tôi đứng tôi nói chuyện thôi. Rồi mắc cái gì mà em quay lại cái thái độ của em vậy?